Rồi ok anh em, tiếp tục là máy 67 lên dinh rim 100 nha. Thì như anh em chơi xe quay đi mình gọi là dinh nhỏ nha, dinh nhỏ 54 nha anh em. Rồi ok anh em, em đã được lên trên xe và đã được tính cho nổ rô đai rồi nha anh em. Rồi em là đi vô vắt thì bài này kết hợp là em đi bình 110 nha. Rồi thì 54 trên nhỏ, 54 dân nhỏ, bình 110 vô quát của em đã xong. Bây giờ Tuấn sẽ nổ máy lại nha anh em. Hôm qua là đã cho em rô đai rồi. Rồi, rất là dịu dàng luôn nha anh em. Quá là ấm im luôn. Rồi, hôm qua Tuấn đã cho em một tour rô đai rồi. Hôm nay bây giờ Tuấn sẽ kiểm chứng em nó vài ống ga cùng anh em và sau đó giao cho anh em về Vivu nha, đi làm mọi thứ rất là sướng. Rất là linh hoạt luôn nha anh em. Bởi 54 dân nhỏ nha, thì dân nhỏ là cũng nói rõ cho nhanh những anh em mình chưa biết, dân nhỏ là dân 100 của rim quay nhỏ nha. Rồi làm gì làm, buông em nó ra, em nó phải bằng phẳng như thế này thì nói lên cục máy rất là chỉnh chu cho anh em rồi. Quá là nhẹ nhàng luôn nha.
Rồi, và em đã được kiểm chứng ngoài ống gai cùng anh em. Thì đã nói lên cục máy đã hoàn chỉnh cho anh em nha. Rồi, bây giờ Tấn sẽ kiểm tra một vòng cần thiết. Cái gì canh chỉnh thì Tấn lại tiếp tục canh chỉnh cho em tiếp như thường lại. Và canh cho em thiệt là mượt mà nhất, chỉnh chu nhất. Và sau đó giao về cho anh em để anh em mình review. Thì luôn luôn là như thế, những cục máy mới luôn khuyên anh em là cho em ít nhất, ví dụ như bình 67 đi, nó được nhiều thì anh em mình ít nhất là hết một bình xăng đầy của em nó nha. Nhẹ nhàng một lần lên xe chạy không quá 10 cây số nha anh em, nhẹ nhàng em nói thôi. Thì sau khi hết một bình xăng kỹ lưỡng cục máy thì sau đó mình sẽ thay nhớt mới cho em nó, và sau đó em nó sẽ là một cục máy thiệt là tuyệt vời để anh em mình sử dụng đi làm này kia nha, đi làm đi chơi cà phê bát phố đủ kiểu luôn cho anh em nha, rất là nhẹ nhàng và linh hoạt. Cho dù em nó là bình 110 nha. Rồi thì clip tới đây Tấn chuẩn bị giao xe về cho anh em. Thì một câu muôn thở nha, Tấn xin chúc tất cả các anh em mọi miền tổ quốc, tất cả các anh em làm mọi ngành nghề khác nhau thật nhiều sức khỏe nha anh em, thật nhiều sức khỏe. Và sau đó tất cả anh em chúng ta sẽ thành công hết tất cả mọi thứ trong tâm trí mà anh em chúng ta ấp ủ bấy lâu nay, thành công ngay từ bây giờ cho tới hết cuộc đời này nha anh em. Và mãi gạt bỏ được đi chữ khổ nha, không còn ở trong tâm trí anh em chúng ta nữa. Và sau đó tất cả anh em chúng ta sẽ sống mãi chung với bốn chữ thành công và hạnh phúc nha anh em. Rồi Tấn xin chúc tất cả anh em và xin hẹn lại anh em với clip sau nha.